Chào mừng các bạn đến với kênh Hước Gaming. Hôm nay mình chơi cái cảnh là kim tự tháp Việt Dông ngày cấp độ 10-17 các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn, thì các bạn hãy đăng ký, các bạn cho mình một like, một chia sẻ và một comment nha các bạn. Nếu chiến thuật của mình không hay thì các bạn có thể cho mình chiến thuật bằng cách bình luận bên dưới video nha các bạn. Trong cái cảnh kim tự tháp diệt vong này các bạn, rất là nhiều zombie, đa số là những con zombie nhỏ, zombie khổng lồ và một số loài zombie khác các bạn. Nó rất là mạnh, từ yếu đến mạnh các bạn. Có những con zombie rất là yếu, bắn chỉ cần 2 phát là chết. Có những con zombie bắn đến 10 phát, mười mấy phát mà vẫn không chết các bạn. Điển hình như là con zombie khổng lồ, các bạn bắn nó tiêu diệt nó rất là lâu, nó mới chết. Trong trường hợp đó thì mình chỉ trong trường hợp đó thì mình xài đại bác dừa các bạn. Đại bác dừa là nó cũng mạnh, nhưng mà đại bác dừa là nó cần phải có thời gian để phục hồi sức khỏe các bạn. Trong cái cảnh này thì mình sử dụng nấm, cây nấm các bạn, cây nấm level 4. Mình thấy nó tiêu diệt zombie cũng mạnh đó các bạn, cũng khá mạnh. Trong này có những con zombie mà nó liếm cục xương đó các bạn, nó quăng xuống là nó sẽ nổi lên cái bia mộ, nhưng mà mình không biết tên của từng loại zombie đó các bạn, nên mình nói có gì không đúng thì các bạn hãy comment bên dưới để cho mình biết tên của con zombie đó nha các bạn. Con zombie mà nó cầm cái hoa mặt trời nữa, mình cũng không biết tên nó luôn. Nếu mà bạn nào biết tên nó thì hãy ghi dưới bình luận để cho mình tham khảo nha các bạn. Trong cảnh này thì có rất là nhiều zombie, và cây đậu mà mình ưa sử dụng nhiều nhất là cây đậu mà bắn 2 hạt các bạn. Còn nếu mà mình sử dụng được cây đậu lửa thì mình sẽ sử dụng cây đậu lửa nhiều hơn. Trong cảnh này thì mình sử dụng cây đậu mà nó bắn 2 hạt, và cây cải điện các bạn, rồi cây 500. Những con zombie khổng lồ này tiêu diệt nó rất là khó các bạn. Nó rất là cứng cáp luôn và tiêu diệt nó rất là khó. Zombie thì vô càng đông, còn những cái khẩu súng mà của mình nó súng đầu đó các bạn, mình bố trí ít quá nên tiêu diệt nó rất là khó luôn. Còn những cây cỏ điện này thì level 3 nhưng mà nó cũng yếu các bạn, nó không có mạnh. Ở trong cảnh này càng lên cao thì zombie nó càng mặc áo giáp nhiều, nên mình tiêu diệt nó rất là khó luôn các bạn. Cộng với những ngôi mộ nữa, những ngôi mộ cứ mọc lên liên tục. Những con zombie này nó thải những cục xương nữa, nó mọc lên liên tục và mình tiêu diệt nó rất là khó. Bắn thì bắn những con zombie rất là khó luôn. Còn nếu mà trong cái màn này á, mình sử dụng cây bắp rồi thì nó có quăng bơ ra các bạn, nó quăng cái cục bơ ra thì làm cho những con zombie đứng lại, mà
mà trong cái cảnh này thì nó là level cao nên mình không sử dụng tới. Cây bắp nó yếu các bạn, nó tiêu diệt những con này rất là chậm. Mà nếu mà cây bắp mà nó tiêu diệt những cái ca người khổng lồ này thì chậm thì nó đi vào và nó phá hủy cái lâu đài để nó xâm chiếm bộ não của con người các bạn. Và cuối cùng thì mình cũng đã qua được cảnh 17. Những lá bài bí ẩn này sẽ đưa chúng ta về đâu? Ở cảnh này thì mình chọn bơm khoai tây các bạn. Bơm khoai tây cũng là một vũ khí tuyệt vời. Và nó nổ thì một lần như vậy nó 3 hàng các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Bằng các bạn đăng ký kênh, cho mình một like, một chia sẻ và một bình luận bên dưới nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ cho các bạn khác cùng xem để ủng hộ mình nha. Trong cảnh này thì mình chỉ sử dụng cây đậu thôi các bạn, cây đậu bắn 2 hạt và những quả bom khoai tây. Quả bom khoai tây này rất là hay. Bán kính tiêu diệt của nó là một hàng trên và một hàng dưới nữa nha các bạn. Tức là một cái củ khoai lang tây á là nó tiêu diệt được một hàng ngay chỗ nó đứng, và hàng bên cạnh nó, hai hàng bên cạnh nó là một hàng bên tay phải và hàng bên tay trái các bạn. Những con zombie lạc đà này nó che những cái tấm những cái tấm giống dạng cái tấm khiên á các bạn, nên mình tiêu diệt nó rất là lâu. Còn con zombie mà nó mang cái cổ nguyên cái cổ quan tài đi á các bạn, con zombie đó cũng diệt cũng lâu nữa. Mà cây bắn đậu của chúng ta thì nó bắn gần 3 cái thôi, 3 cái mới tiêu diệt được con zombie đó. Con zombie mà nó mang cổ quan tài này rất là cứng cáp luôn. Cây đậu mà nó bắn 2 hạt thì nó bắn gần 8 lần các bạn. Gần 8 lần chứ không phải là 3 lần các bạn. Mình nhầm. Bộ não của con người hấp thu những con zombie, những con hay ma này các bạn. Những con hay ma này nó vào là nó xâm chiếm bộ não, nó lấy bộ não của chúng ta và nó ăn các bạn. Những con zombie này nó đi rất là nhanh. Cái lá mà cái hình mà tím tím á các bạn, cái đó mình không biết là tuyệt chiêu gì, nhưng mà mình rất là hay dùng nó các bạn. Các bạn nào biết cái tuyệt chiêu đó tên gì thì các bạn hãy comment bên dưới để giúp mình biết tên nó nha các bạn. Trong cảnh này thì quá là nhiều zombie luôn.
và zombie mang những cổ quan tài rất là đông các bạn. Nó mang cái áo giáp quan tài này rất là chắc chắn. Những con zombie này vì miếng ăn mà bất chấp đến tính mạng các bạn. Tâm cư một cách bất hợp pháp và đi vào thì nghênh ngang các bạn. Thích ăn cái gì thì ăn, mà thích nhai cái gì là nhai. Những quả bom khoai tây xử đẹp những con zombie này các bạn, rất là hay luôn. Và cuối cùng thì mình cũng qua level 18 các bạn, chuẩn bị vào kim tự tháp của thứ 19 nha các bạn, cấp độ 19. Trong cảnh này thì mình chọn gốc cây lửa các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký nha các bạn. Cảnh này thì càng ngày càng khó rồi các bạn. Đây là level 19 của kim tự tháp diệt vong các bạn. Không biết các bạn có bạn nào qua cái cảnh này chưa. Nếu qua cái cảnh này rồi thì hãy cho mình một chút kinh nghiệm để mình vượt qua cái kim tự tháp diệt vong này một cách thuận lợi và đánh hay nha các bạn. Các bạn nào mà có chiến thuật hay thì hãy chia sẻ cho mình nhé. Những con zombie khôi miên để lấy hoàng trời của chúng ta làm việc rất là cực lực các bạn. Những quả bom khoai tây thì mình trồng xuống dưới đất thì khoảng 5 giây là nó sẽ lớn liền các bạn, lớn rất là nhanh. Những quả bom khoai tây thì làm việc rất là suôn sẻ các bạn. Những con zombie lửa này á các bạn, nó đi vào là nó cầm cái đuốc nó đốt cháy trụi hết những cây của chúng ta luôn á các bạn. Các bạn hãy cẩn thận nha. Ở trong cảnh này thì mình trồng những cái cây đậu quá hai hạt để tiêu diệt những con zombie đó nha các bạn. Và những con zombie khổng lồ này thì nó có giáp rất là cứng, bắn đến tận 15 lần, 14, 15 lần nó mới tiêu diệt được con zombie khổng lồ đó các bạn. Còn những con zombie mà đội cái nón sắt ở trên đầu á, là mình phải trồng những cái cây mà có 500 đó các bạn. Trong cảnh này thì mình quên chọn cây 500 mất rồi. Và những con zombie khổng lồ vào rất là đông. Và những con zombie phá sản, những con cầm cây đuốc đó các bạn. Những con zombie cầm cây đuốc mà mình nói những con zombie phá sản. Nó đi vào là nó đi tới đâu là nó đốt cháy đồ tới đó các bạn. Đốt cháy trụi hết. May là có những chiếc lá và lâm phốt các bạn, mình cài những quả bom khoai tây này rất là tốt. Nhờ những quả bom khoai tây này mà mình tiêu diệt những con zombie khổng lồ thật là dễ dàng đó các bạn. Nhưng mà mới có 1/2 của
của màn chơi này là mình đã tốn 15 phút nhiều quá. Không biết là mình có thể qua được cảnh này không. Zombie khổng lồ thì nó vào càng ngày càng đông các bạn. Zombie khổng lồ quá nhiều. Có một con nó sắp đi vào tới trong rồi các bạn. May là mình trồng cái cây cây đậu bắn hai đầu kịp thời, chứ không là đã bị con zombie nó ăn mất cây đậu cây hoa mặt trời của mình rồi các bạn. Zombie khổng lồ đông quá đông. 3 phần tôi của trò chơi rồi mà người khổng lồ vẫn còn vào các bạn. Lá và lâm phút là mình đã xài hết rồi, bây giờ còn khó khách cuối cùng là mình sử dụng vàng thôi các bạn. Sử dụng vàng để sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng là tia sét của hiền lôi các bạn, tia chớp, để đánh những cái con zombie khổng lồ này là mình qua được cái cảnh này các bạn. Zombie vào đông quá. Chứ bà lên phút thì cũng hết rồi. Rồi nó phá hỏng hết một chiếc xe rồi các bạn. Quá đông. Mang theo còn tiền chiêu này các bạn. À mình quên nữa. Con bi này quá. Cuối cùng thì mình cũng qua được cảnh này, mừng quá các bạn. Chúc các bạn một ngày mới xem video vui vẻ nha. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn.